Với một cây cưa móc này hôm nay thì sẽ kèm theo cho các bác nhà mình một cái sào 5m như này, để các bác nhà mình cưa cành, móc cành ở trên cao các bác nhé. Sau này là sào nhôm loại 1 này. Và với một con cưa móc này thì đây là một con cưa tiện ích mà trong thời gian vừa qua các bác hỏi em rất nhiều. Chiếc cưa này là chiếc cưa lỗ thoáng nhé, cưa rất chi là dễ. Và với dòng cưa này thì sẽ có một cái móc trên, một cái móc dưới. Và với cái sào này thì chắc chắn là đã rất nhiều bác quen biết tới với đơn vị em rồi. Một chiếc sào này các bác nhà mình có thể rút ra rút vào nếu như các bác nhà mình muốn chiếc cưa này nó cao. Cái cưa này thì nó sẽ có ốc chốt nha các bác nhé, chứ không phải là như này đâu, nó sẽ có ốc chốt đây. Các bác nhìn này, các bác muốn cắt ở độ cao bao nhiêu mét ạ? 4m hay 5m tùy ý nha các bác nhé. Đấy, cưa cành giật cành ở trên cao. Khi các bác nhà mình mà muốn nó chỉ 2-3m thôi thì mình sẽ thu về như này. Đấy các bác này. Ok không ạ? Cực kỳ là chất luôn nha các bác nhé. Con này gọi là con cưa móc này. Và với con kéo xào giật thì sao? Kéo xào giật thì là một cái sản phẩm mà em đưa tới tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Với cái giá vô cùng là rẻ thì các bác nhà mình hãy đến với đơn vị em ngay nhá. Chiếc đầu kéo này thì các bác có muốn em test thử không ạ? Đấy, nếu như cắt ở độ cao trên cao thì như thế nào? Sẽ cắt cành to tới 4-5cm cho em luôn, 4-5cm thoải mái cho em luôn. Cắt dễ lắm các bác ạ. Đấy, cắt ngon lành như này. Các bác nhà mình cái này thì nó có chiều cao nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy, cắt dễ dàng như vậy. Và với cành to thì sao? Cành to đùng luôn đấy. Test hết cho các bác thì mình xem. Bởi vì hôm nay đi dọn vườn thì mình cũng muốn chia sẻ tới các bác về một chiếc kéo đầu giật như này. Cái này nếu như các bác muốn tăng cho nó cao thêm thì các bác nhà mình xoáy ra ở đây nhá. Và đặc biệt hơn nữa thì mỗi một chiếc đầu kéo này các bác nhà mình còn được tặng kèm theo một lưỡi cưa đi cùng, có đủ ốc chốt vít hết ở bên trong. Đấy, rất nhiều video cắt ở trên cao rồi thì hôm nay em ngồi cắt ở dưới thấp để test thử cho các bác nhà mình xem nó sắc ngọt như thế nào. Nếu như các bác thì mình mà dong cành nhá. Đây ạ, khi mà mình vắn mình kéo nó cao ấy thì các bác nhớ phải xoắn cái này vào thì không phải nó trượt nhá. Nếu nó không kéo là nó trượt. Các bác nhìn này. Đấy, các bác cứ cắt dễ dàng cho em. Cành to đây nha các bác nhá. Cái này cắt được cành 4-5 phân mà ví dụ ngồi như này thì nó không có đà. Nhưng nếu như mà các bác nhà mình mà cắt ở độ cao 3-4 mét ấy thì nó dễ vô cùng luôn. Đấy, em sẽ cắt cả cái cành to này nha các bác nhé. Đây, các bác nhìn này. Các bác sẽ lấy lực của mình cắt một cách nhẹ nhàng. Đấy, và cái kéo này thì nó rất phù hợp đối với các bác nhà mình dong cành ở trên cao. Muốn cho cây cao, dong cành thật cao thì các bác hãy sử dụng chiếc kéo này ngay cho em. Về cái sào của nó thì là sào 5m rồi. Ở đây, các bác nhà mình nhận hàng thì nó sẽ gồm có một cái đầu kéo như này. Và chắc chắn là các bác nhà mình đang xem video thì cũng quan tâm tới giá của nó là bao nhiêu. Thì giá của nó siêu rẻ nhá. Ở đại lý em thì hôm nay về số lượng nhiều như này. Đây các bác nhìn đi, cưa móc, đầu kéo đây. Đấy thì cái đầu kéo đây. Và với mỗi một chiếc kéo như này thì các bác lắp một cách dễ dàng. Đấy, em cũng không muốn tháo ra bởi vì tháo ở trong này nó có ốc ấy. Mỗi một lần tháo ra là phải lắp ốc rất chi là cẩn thận. Thôi em cầm như này thôi nhá. Còn cái cách lắp thì rất chi là dễ. Nếu như bác nào mà chưa biết cách lắp ấy mà đặt hàng của bên em thì cứ gọi điện trực tiếp qua video để em hướng dẫn các bác cái cách lắp nhá. Đấy, dễ vô cùng luôn, chỉ cần lắp vào thôi, xoáy ốc, thế là xong. Đấy, còn về với một chiếc kéo như này thì các bác nhà mình đặt hàng của bên em, nhận hàng tới tận nhà. Giá của nó đang là 350.000 đồng trên một cây. Em miễn phí ship. Và các bác nhà mình có thể dập cành 3, 4, 5 mét, dong cho cây thật cao, cắt tỉa cho cành cây của các bác nó đẹp hơn, đỡ vướng víu thì các bác nhà mình hãy sử dụng ngay một chiếc kéo và một chiếc sào cho em. Giá của nó ngày hôm nay là 350 nhá, miễn phí ship tới tận nhà. Để bác nào mà đang quan tâm, mà đang muốn đặt hàng, hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên video. Và các bạn Zalo với em để em sẽ chia sẻ tới các bác rất nhiều nhá. Còn đối với các bác nhà mình muốn mua cái đầu kéo thủ công đây, cái này cũng là một cái mẫu mà em đã đưa tới các bác phải nói là hàng nghìn cái luôn. Chỉ cần một khúc chen như thế này thôi, các bác mình cho vào đây. Như vậy là các bác thì mình đã cắt ở độ cao 4-5m rồi. Và với một chiếc đầu kéo này giá của nó chỉ có 90.000 đồng trên một cái thôi các bác ạ. Đấy, bác là mua 2 cái là em sẽ miễn phí ship nhé. Còn về cái sản phẩm ngày hôm nay thì bên dụng cụ nông nghiệp bên em về kéo này, các bác cứ gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại để em tư vấn. Và các bác nhớ nói là tôi muốn mua cái kéo xào giật 350 loại xịn nhá. Còn nếu như các bác nhà mình muốn mua loại rẻ hơn và tôi thích mua loại nó rẻ hơn một tí cơ, có phục vụ các bác. Còn đối với các bác mà bảo tôi muốn mua xịn hơn cao cấp này, cái giá này là tôi vẫn chưa thích, tôi thích loại xịn hơn cơ, em có loại xịn hơn nhá. Loại nào em có, Chỉ cần các bác vào Zalo thôi thì em sẽ chụp ảnh gửi cho các bác nhà mình xem chi tiết về mẫu. Tặng thêm cưa này các bác này, tặng thêm cưa. Để bác nào mà đang quan tâm tới dụng cụ làm vườn nhớ đăng ký kênh của em nhé, để xem được rất nhiều những cái sản phẩm hay các bác ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này.